nó có cái bự, cái muỗng bự mà để mình để cái lúc để mình cái để cái quặng. Cái này nó chưa phải là không phải cái tròn phải không? Không phải, cái giống như vậy mà cái tai gì là bự để khi nào mà mình lấy cái lúc mà mình nấu nồi canh mình có cái quặng thì mình hấp pozê. Mình hấp pozê vô. Không, tức là để mình xem cái canh ở ngoài bàn hay không, là để lúc ở trong bếp mà mẹ để mình hấp pozê để mình để cái lúc cái quặng á, cái môi á.